Xin kính chào quý vị. Quý vị đang chuẩn bị làm nhà, quý vị cần tham khảo mốc biệt thự nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ với diện tích khoảng 190m², kích thước mặt tiền là 15m, chiều sâu 13m, chi phí khoảng 1,2 tỷ đồng, thì đây chính là mẫu nhà đẹp để quý vị có thể tham khảo. Với lối thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng với những đường nét vào chỉ tân cổ nhẹ tạo lên sự sang trọng, lấy màu trắng làm chủ đạo tạo lên hiệu ứng dễ nhìn, không hề bị rối mắt, nhưng cũng không hề đơn điệu mà ngược lại còn cho chúng ta cảm giác rất sang trọng. Với màu trắng thuần khiết như vậy, qua những năm tháng, ngôi nhà lúc nào cũng trông như vừa mới xây. Một lưu ý nhỏ khi chọn sơn, các bác chủ nhà nên chọn những loại sơn ngoại thất kháng tia UV sẽ giúp cho bề mặt công trình luôn sáng bóng và bền đẹp theo thời gian. Ngôi nhà này được chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên đã đến tư vấn và thiết kế cho bác Hiền ở Ba Vì, Hà Nội. Xin được cảm ơn gia đình bác đã luôn tin tưởng kênh Nhà Đẹp. Xin chúc gia đình bác một sức khỏe dồi dào. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nhìn ngắm những hình ảnh mô phỏng nội thất bên trong ngôi nhà. Với hình ảnh mô phỏng này, chúng ta sẽ có khu vực phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và phòng ngủ. Xin mời quý vị chúng ta đến với phần công năng của ngôi nhà. Về khu vực mặt tiền thì chúng ta đang có kích thước là 15m. Và đây sẽ là khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Tiếp theo, chiều rộng của ngôi nhà thì chúng ta sẽ có là 13m. Và phía bên này thì sẽ là sảnh phụ của ngôi nhà. Xin mời quý vị chúng ta hãy đến với khối phòng đầu tiên, đó chính là khối phòng khách. Với phòng khách của chúng ta đang có diện tích là 56m², và khu vực phòng khách thì sẽ được đặt lệch sang phía bên tay phải của ngôi nhà. Chính giữa sẽ là khu vực ban thờ với kích thước là 7,2m². Với khu vực ban thờ này thì bác chủ nhà sẽ dùng vách ngăn CNC để ngăn cách giữa khu vực phòng thờ và phòng khách, giúp cho khu vực phòng thờ của chúng ta sẽ trở nên trang trọng hơn. Và cái khoảng không gian này cũng được vay mượn lẫn nhau rất là nhiều, làm cho cái khoảng không gian cũng rất là rộng. Tiếp theo sẽ đến khu vực bếp. Với khu vực bếp của chúng ta sẽ có diện tích là 20m². Và ở phía khu bếp này sẽ là vệ sinh chung của cả ngôi nhà. Ở khu vực đằng này sẽ được mở thêm cửa để chúng ta có thể đi ra khu sân phơi, sân ướt. Xin mời quý vị chúng ta đến với khối phòng ngủ. Với phòng ngủ số 1 của chúng ta đang có diện tích là 17,2m², không tính vệ sinh khép kín. Tiếp theo sẽ là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 có diện tích là 15m², cũng không tính vệ sinh khép kín. Phòng ngủ số 3 sẽ có diện tích là 15m². Và đối diện với số phòng ngủ thứ 3 sẽ là phòng ngủ số 4 với diện tích là 13,2m². Và ở lối cửa này cũng sẽ được mở cửa để đi ra bên ngoài. Và đó là toàn bộ công năng của ngôi nhà. Cảm ơn quý vị đã lắng lại xem hết video này. Quý vị cảm thấy video này hay, hữu ích, xin hãy cho kênh một nút thích, một nút chia sẻ video để mọi người có mẫu nhà đẹp tham khảo miễn phí. Cần tư vấn phong thủy và thiết kế, xin hãy liên hệ tới số điện thoại ở trên màn hình. Còn bây giờ, xin chúc quý vị luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.